tội phạm mưu nghịch tụ hiền trang, giết cho ta. Dân bộ phim Cũ Diện Quái Hiệp. Đàn bà thối, đêm hôm bắt qua đại gia ta ra ngoài mua thuốc, con sổ chết tiệt. Đại gia ta mua thạch tính qua với thuốc cho bà uống chết. Cứu mạng. Vẫn không nên quản chuyện bao đồng thì hơn. Sau này đến nhé, sau này thường xuyên đến nhé. Đại quan nhân ngài đến rồi, mời vào trong, mời vào trong. Tống đại quan nhân, Thu Hà đâu? Khách mời đến cho ngài. Ở bên trong. Thu Hà đâu? Ra ngoài mua thuốc mà mất cả một tiếng. Ta thấy ngươi càng ngày càng không ra gì, còn không biết quay lại nữa. Kê tỷ, hiệu thuốc đóng cửa rồi, tôi gõ cửa cả nửa ngày, ông chủ mới dậy bốc thuốc cho tôi đấy. Ai bảo tỷ ban ngày không bảo tôi đi, cứ bắt ban đêm đi. Ngươi còn học được cái cằn nhằn sao? Lúc đầu nếu không phải ta thương hại mẹ cậu, có lòng tốt thu nhận hai mẹ con các người, bây giờ cậu sớm ở bên ngoài lạnh chết đói chết rồi. Không được nói đến mẹ của tôi. Trương Quang đại nhân, chúng ta uống rượu đi. Không uống nữa. Nàng uống đi, được. Tôi uống. Ngài mau ăn đi, ăn đi. Ta xót cho nàng. Nào, nàng không được từ chối. Ngài xem người ta hơi say rồi. Nàng muốn làm gì? Tôi thực sự hối hận rồi. Lúc đó đầu óc tôi sao để thu nhận hai mẹ con ăn cháo đá bát các người. Bà nói tiếp thử xem. Thi Cừu, đừng. Ngươi còn muốn đánh người đúng không? Ta thấy cánh ngươi cứng rồi. Mẹ, ta đánh chết ngươi. Con đàn bà thối này còn không thừa nhận. Khốn nạn, ngươi làm gì đánh mẹ ta? Cút đi. Thi Cừu, chuyện gì vậy? Hứa Như Tiên, sao cô lại gây chuyện với khách? Không biết lớn nhỏ, đừng cản tôi. Thi Cừu, về với mẹ. Mẹ à, ông ta bắt nạt người, hôm nay con xử lý ông ta. Thi Cừu, về với mẹ. Con phải giết ông ta. Đi đi, có phải hắn ta muốn đánh tôi không? Mẹ, mẹ cứ kéo con làm cái gì? Chúng ta không thể cứ nhẫn nhịn như vậy. Là mẹ không tốt, muốn lấy ngọc bội của người ta. Vậy thì sao? Tiếc tiền thì đừng đến lầu xanh. Nói cũng đúng. Thi Cừu, cô nương này là ai? Sao lại nằm trên giường của ta? Con tức quá quên mất. Mẹ, con đi mua thuốc, trên đường về gặp phải. Mẹ xem dáng vẻ cô ta, con trai mẹ không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng quần áo của ta rất giống cô nương có điều kiện. Mẹ, mẹ à, có phải là quá tốt rồi Thiên Cừu? Cơ hội lật người của mẹ con chúng ta đến rồi.
Con ra ngoài một lúc, mẹ băng bó cho cô ta, sau đó thay quần áo cho cô ta. Mẹ, mẹ học được băng bó từ lúc nào vậy? Coi thường mẹ đúng không? Mẹ cái gì mà không biết? Mau đi đi. Được, 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 được. Tiện tay lấy chậu nước đến đây. Được. Dừng. Ai đó? Không được cử động. Vị quan gia này, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Nhìn trúng cô nương nào rồi? Tôi sắp xếp cho ngài. Có gặp cô ta không? Chưa gặp. Quan gia. Nhưng mà cô nương chỗ chúng tôi, cô nào cô nấy cũng xinh đẹp như hoa. Nào nào, cút đi. Lục soát cho ta. Dân. Không được quan gia. Quan gia à. Mẹ. Không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Cái đám quan sai nói cái gì mà nội thị tỉnh, bọn họ đến bắt cô ấy. Tôi đi, tôi không thể liên lụy các người. Khoan đã, cô nương, cô đừng có gấp. Đám quan sai đó ngày nào cũng cướp dân nữ. Qua như tiên tôi hận nhất loại người này. Mẹ, lần đầu tiên thấy mẹ trượng nghĩ như vậy. Mẹ con từ trước tới giờ đều thấy chuyện bất bình rút đau tương trợ. Và trong đó lục soát dân. Cô trai hồ đồ, cô trai hồ đồ. Không được, tôi phải đi. Cô nương à, đừng lo. Thiên Cừu, hai con đi từ cửa sau con sao? Không phải con thì là ai? Nhưng mà đừng nhân nhị nữa, mau đi. Có thể lật người, không là phải xem lúc này đấy. Đi đi. Mau đi mau. Đây là khuê phòng của nội gia, chỗ này. Bên đây, bên đây. Đi. Mau lên, mau lên. Đà của tôi cần giúp cô. Đưa tôi. Đi bên này. Mau vào đây. Khoan đã. Vào trong xem. Đi bên đó lục soát. Dân. Tiêu rồi, tiêu rồi. Không thì Quynh đừng quan tâm đến tôi. Quynh cứ đi trước đi. Tôi vẫn có thể kéo dài được một lúc. Nói gì vậy?
ồn chết đi được. Ai đó ồn ào chết đi được. Có để người khác ngủ không vậy? Lên cho ta. Ông già này, lẽ là ông chính là Giang Nam Hạ của Quyền Võ Hội. Lên cho ta. Nếu như mình có thể có võ công như vậy, còn lo không lật được người sao? Cút đi. Khó khăn lắm mới tìm được nơi dưỡng thương. Thật mất hứng. Ông ơi, ông ơi. Cái gì mà ông ơi, ông ơi? Tôi rất già sao? Tôi là người thanh niên. Xin dạy con võ công. Tại sao ta phải dạy võ công cho ngươi? Con vừa mới ở Xoa Tượng Phật, thấy ông đánh đám quan sai đó tơi bời răng rụng đầy đất. Con rất khâm phục. Đánh tơi bời răng rụng đầy đất luôn sao? Khâm phục ta sao? Không vậy. Tiền bối, là chuyện gì? Gia phụ chính là Liễu Tiếu Thi của Tụ Hiền Trang. Tụ Hiền Trang không phải bị cái tên An Diệu Khánh đó đánh dẹp rồi sao? Sao cô lại chạy được ra ngoài? Có mấy người đuổi theo tôi đến tận kinh thành. Nửa đường may mà có huynh ấy đã cứu cho tôi. Cậu ta cứu cô sao? Đúng vậy sư phụ. Sư phụ, đồ nhi chỉ muốn học được bản lĩnh như người. Như vậy con với mẹ con không sợ đám người xấu bắt nạt. Cái gì mà sư phụ, ta nói nhận ngươi làm đồ đệ khi nào? Sư phụ ở trên xin nhận một lạy của đồ đệ. Sư phụ, người không sao chứ? Người nhẹ một chút. Được được được. Bẩm báo đô chủ, Phương Châu Tri ở bên ngoài không dám vào. Người vẫn chưa bắt được. Nhiều người như vậy, không bắt được tiểu nha đầu. Buồn cười. Bị chức đã bảo Dương Đô Tri điều thêm người rồi. Phạm vi tra soát mở rộng ra khu vực ngoại thành. Bị chức cáo lui. Đô chủ, thời gian dụ hoàng xuân đang đến rồi. Đô chủ, sụ và máu hoàng xuân đan dùng cùng với nhau hiệu quả càng tốt hơn. Sư phụ, mời dùng.
nào sư phụ? No rồi. Có muốn ăn bát nữa không? No rồi, no rồi. Không ngờ Nguyên còn biết nấu cơm. Đùa sao, tôi là người nấu ăn ngon nhất Lầu Xanh đó. Khách khứa từ khắp nơi đến đối với mì Tiêu Hồ của tôi đều hết lời khen ngợi. Ai ai cũng muốn ăn. Tiểu tử thối, không tồi. Cảm ơn sư phụ đã khen. Sư phụ, nếu như người thích, sau này mỗi ngày con đều nấu ăn cho người. Được. Sư phụ, đáng tiếc ta bị trúng tu la âm sát chưởng. Người bình thường chỉ sống được 2-3 ngày, còn ta sống được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Tu la âm sát trưởng, đây không phải là võ công của tên yêu nghiệt An Diệu Khánh sao? Đúng vậy, An Diệu Khánh đó. Sư phụ, tiền bối. An Diệu Khánh đó là sư đệ của ta. Sư đệ, tên phản đồ đó, hắn ta từ trong cung lén lút học tu la âm sát trưởng, giết chết sư phụ của ta. Tâm nguyện lớn nhất trên đời này của ta chính là giết chết cái tên khi sư diệt tổ đó, báo thù cho sư phụ. Nhưng mà tâm nguyện này ta thấy... Sư phụ à, người cứ yên tâm, đợi sau khi con học được võ công, con nhất định thay sư môn lấy cái mạng của tên cẩu tặc. Khẩu khí lớn lắm, chỉ bằng các ngươi thực lực kém quá xa. 3 năm trước hắn ta đã lén uống hoạt xuân đan dược từ tinh khí của nam nữ, công lực càng mạnh hơn trước, đến ta còn không phải đối thủ. Nhưng mà trên đời này vẫn có một loại võ công có thể khắc chế được hắn. Là cái gì? Cửu chuyển thần công. Cửu chuyển thần công? Đúng, cửu chuyển thần công. Chỉ có cửu chuyển thần công loại dương khí này mới có thể áp chế được loại âm khí của tu la âm sát trưởng. Nhưng mà... Sư phụ à, tiền bối, ngồi lên giường đi. Chậm thôi. Sư phụ, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể luyện thành loại công phu này. Nghe nói luyện loại công phu này nếu như không cẩn thận thì có thể kinh mạch ngược hành, tẩu quả nhập ma. Chỉ có nội công tâm pháp của tụ hiền sơn trang mới có thể khắc chế được tình huống này. Cha tôi từng nói với tôi, nội công tâm pháp của tụ hiền sơn trang không được để rơi vào tay kẻ gian. Tôi hiểu rồi. Cô là con gái của trang chủ tụ hiền trang. Sách quý có phải trên người cô không? Chẳng trách ta nói đám quan binh đó sao lại cứ đuổi theo cô ấy. Thông minh. Tiểu tử tốt. Vậy ta trực tiếp truyền lại hết võ công đời này cho ngươi vậy. Truyền cho con. Tiền bối, cô nương. Cô nương à, xin cô tránh mặt đi một lúc. Lần này kinh mạch vận hành chỉ làm tăng nhanh tốc độ phát tán độc tố của tu la âm sát trưởng. Tâm pháp nội gia của Quyền Võ Hội dương thế thuận theo ngũ hành vô hình. Quyền thiết chú lực, võ đạo trường tồn, thiên cừu. Ngươi phải nhớ, ngươi có được nội công này nhất định phải tâm thuật ngay chính, tuyệt đối không được làm điều đại nghịch bất đạo. Sư phụ, tiền bối, sư phụ. Sư phụ, không ngờ người và con chỉ có duyên phận sư đồ một ngày.
Sư phụ à, người có biết không, trên thế giới này con chỉ có phụ mẹ con. Bởi vì chỉ có mẹ con đối tốt với con. Người là người thứ hai trên thế giới này đối tốt với con. Sư phụ, người yên tâm, Thiên Cừu nhất định ghi nhớ đại ân đại đức của người. Đồ Nhi cũng nhất định khổ luyện. Sẽ có một ngày con nhất định sẽ mang đầu của An Diệu Khánh đặt trước mộ người để tế người. An Diệu Khánh, Liễu Yên ta nhất định băm dặm cái thành trăm mảnh. Liễu Yên, sao vậy Liễu Yên? Tất cả đều là bởi vì củ chuyển thần công. Giang hồ đồn đại, nếu có thể luyện được võ công này thì có thể xưng bá võ lâm. Quyển sách này thất truyền nhiều năm, cơ duyên trùng hợp lại chôn sách ở tủ hiện trang chúng tôi. Còn An Diệu Khánh, hắn ta vì muốn lấy được quyển sách này lại gán tội mua đồ phản nghịch tận trung, giết sạch toàn bộ trên dưới 80 người tụ hiện trang của tôi. Cha, mau chạy đi. Cha tôi sợ An Diệu Khánh đến cướp, cho nên đã giấu quyển sách trong đàn cổ. Tôi nói rồi, đi đâu cũng cõng cái theo cái đàn này. Cũng chính là nói, chúng ta chỉ cần luyện được công phu này có thể tìm tên cẩu tặc An Diệu Khánh báo thù. Không phải chúng ta, là huynh. Tôi sao? Cổ chủ thực công này là công phu thuần dương, tôi không luyện được. Còn bây giờ huynh đã có được công phu cả đời của tiền bối, tôi nghĩ chắc không thành vấn đề đâu. Cô xem, sao lại đến trang thứ 9 thì hết rồi. Cô xem, tôi cũng là lần đầu tiên xem quyển sách này, nhưng mà tôi đã nghe cha tôi nói qua, cửu chuyển thần công này là võ công của chính đại môn phái hợp nhất. Chuyện không nên trì hoãn, ngày mai chúng ta đến vách núi đi. Được. Chúng ta ở đây đi. Được. Tôi bây giờ sẽ dùng tụ hiện tâm pháp để giúp huynh dẫn công, tuyệt đối không được có bất cứ tạp niệm nào, không thì đi vào thế giới ảo của chuyển, hậu quả nghiêm trọng. Huynh đã nhớ chưa? Được. Bắt đầu đi. Tụ hiện tâm pháp, tụ khí ở cực kinh bát mạch, chảy khắp toàn thân, đại khai đại hợp, tam qua tụ lĩnh, thế luyện bên trong bên ngoài tụ hợp, chảy theo con sóng, tương do tâm sinh. Khí diên phương, thập lục hồi lộ, bát bộ chúng, sáu tư chuyển dịch, hộ đỉnh thần đình, đến lúc chết thuốc sinh cửu chuyển 81 ngày tuổi. Thi Cừu, hổ thật không ra quay, cái xem ta là con mèo ốm sao? Đinh Địch Y ta tự do tự tại quen rồi, của người thì chính là của người, ai cũng không cướp được. Bần đạo chỉ là muốn nhắc nhở từng giáo chủ, ba giáo mãi mãi không được quyền võ hội mời.
Thi Cừu. Thi Cừu. Thi Cừu. Thế giới ảo của chuyển. Quyền võ đại hội 5 năm một lần là sự kiện quan trọng chứng kiến cửu chuyển thần công của võ lâm Trung Nguyên ta. Sao lại đến lượt ma giáo đến gây náo nhiệt? Theo tôi thấy, quyền võ đại hội chính là chuột khai hội. Mấy người các người không có một ai là người tốt. Bà chủ của ăn nói kiểu gì vậy? Nghe nói đạo trưởng đã bị đuổi khỏi Tiêu Dao phái rồi. Sao lại đến đây xem náo nhiệt được như vậy? Cô cửu nương thật là giò nào chưa mở lấy giò đấy. Bần đạo chỉ là nhắc nhở thôi. Thần ma giáo trước giờ không được quyền võ đại hội mời. Lần này hiện thân ở Trung Nguyên có suy nghĩ không an phận khác. Ngô chân nhân đùa sao? Tần mổ tôi chỉ là muốn được chứng kiến sự kiện đặc biệt của võ lâm Trung Nguyên mà thôi. Tốt nhất là như vậy. Dừng xe, dừng xe. Trung Thúc à, sao vậy? Hai vị giáo chủ nhìn xa trông rộng, tuân theo căn dặn của người. Tiểu nhân sớm đã bỏ thuốc xuống nước rồi. Làm tốt lắm. Lần này ngươi muốn phần thưởng gì? Có thể làm việc cho hai vị giáo chủ, tiểu nhân lấy làm vinh hạnh không hết. Vậy được, vậy thì làm cho ta một việc cuối cùng đi. Tăng lão đệ, đệ nghĩ đúng lắm. Biết được người có kính hồ sơn trang, nhất định đi qua con đường này. Chúng ta bây giờ lấy được mà không mất một chút sức nào. Cái gì mà minh chủ võ lâm chứ? Không phải đây là việc quyền cửu chuyển thần công này hay sao? Ngươi không thể lấy nó đi. Nô cung lưng ta đây muốn cái gì? Sao lại có thể để cô lấy lại? Được rồi, đệ đã ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Cửu chuyển thần công. Dừng. Liễu Yên. Liễu Yên. Liễu Yên. Liễu Yên à, cứu tôi, cứu tôi. Liễu Yên, sao cô lại ở đây? Ai đánh cô thành như vậy? Đưa tôi đến núi Quyền Võ. Cái gì? Bao đưa tôi đến núi Quyền Võ. Liễu Yên. Đến đây, đến đây. Hai vị gia mời vào trong. Ba ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì? Dạ, cái đó gió núi Quyền Sơn này mà nổi lên, thổi cát bay mạnh lắm. Hai vị mời bên này. Hai vị gia muốn gọi món gì? Đi chuẩn bị cho chúng tôi hai căn phòng tốt. Khoan, đi làm việc của ngươi đi. Hai vị gia ở đây nghỉ chân không vấn đề gì. Đồ ăn đồ uống đều có cả. Phòng thiên hạ ở chỗ chúng tôi,
lại hết mất rồi. Cái gì mà hết? Nuôi cung lương ta có thể ở chỗ rách nát các người, coi như đó là phúc phần của các ngươi. Cửu nương, hay là như vậy, đem phòng của tôi nhường cho hai vị này đi. Từ công tử hào phóng quá, như vậy không hay lắm đâu. Hai vị thấy thế nào? Đa tạ. Dẫn đường. À khoan, đến đây mang hành lý hai vị khách này vào phòng. Dân, tự ta làm. Có phải căn phòng đó không? Đúng vậy, mời vào trong. Mời vào. Bà chủ, lên rượu ngon đi. Dân, ngài đợi một chút. A Khoan, lên rượu ngon. Đến đây. Bà chủ, lên cho bọn họ rượu ngon hay là rượu thuốc? Còn phải nói sao? Cô chủ thần công sao lại nằm trong tay hắn? Tôi đến lấy đồ của mình. Cứ tự nhiên. Đến đây uống rượu thôi. Mau lên. Đến đây, đến đây. Hét cái gì mà hét? Mau lên. Và đã nói đang đến rồi sao? Tiểu cơ đưa quyển sách này đến núi Quyền Võ, lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Tìm lên bài trước. Kiên trì thêm một lúc nữa, phía trước chắc là có nhà trọ. Nào, lôi đại ca, uống. Quả nhiên là rượu ngon. Nào ăn một chút đi, rượu ngon. Lên đồ đi. Món ăn của ngài đây. Có ai không? Mở cửa, mau mở cửa đi. Mau, giúp một tay. Được, được, được. Mau đến cứu người. Đây không phải Liễu cô nương sao? Cô quen biết cô ấy sao? Vị này chính là Liễu Tiểu Cơ, thiếu trang chủ của Kính Hồ Sơn Trang. Cô ấy tên là Liễu Yên, là thiếu trang chủ Tụ Hiền Sơn Trang. Nói nhăng đó cuội. Cô ấy chính là Liễu cô nương Kính Hồ Sơn Trang. Kính Hồ Sơn Trang. Liễu cô nương sợ là đã trúng độc thị cân tán rồi. Vậy có cách nào cứu không? Qua đà tái thế cũng không cứu nổi. Bà chủ, tôi cầu xin cô, hãy nghĩ cách đi. Trong dòng quanh đây chỉ có mỗi mình tiệm của cô thôi. Như vậy đi. Vậy ngươi trả cho ta 500 ngân lượng, ta nghĩ cách cứu cô ấy. 500 lượng? Cô đùa gì vậy? Không có tiền. À khoan, tiễn khách. Cô, Kính Hồ Sơn Trang là người có tiền. Cửu nương nếu như cứu ta, sao đây không phải chỉ có 500 lượng thôi đâu. Xin ý kinh của Đinh Ban Chủ, cửu nương lĩnh giáo rồi. Cửu nương, vẫn nên cứu người trước đi. Tiền bạc không thành vấn đề. Đây gọi là thế đạo gì? Ma giáo mà cũng thích làm việc thiện. Đợi đó, Liễu Yên. Cô đợi một lúc.
Nói, có phải hai người làm Liễu Yên bị thương không? Trong rượu có độc. Cái gì? Còn muốn chạy? Ngươi bắt ta làm gì? Thiếu hiệp, cứu người trước đi. Đánh cái gì? Đánh dở đồ đặc phải đền. Trong tay cửu nương là cửu chuyển hồn đan, vẫn là Tần công tử biết nhiều. Tôi đưa Liễu của nương vào phòng nghỉ ngơi, chắc là khoảng một tiếng đồng hồ, Liễu cô nương sẽ không sao. Cảm ơn bà chủ. Sao lại không có? Ta giới sợ sàng để ở đây mà. Ai đó? Là ngươi. Nhất định là ngươi. Hạ độc ở trong rượu. Con đàn bà thối, ta lấy mạng của ngươi. Bà chủ, thiếu hiệp vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Liễu cô nương chưa tỉnh lại, cô không phải nói một tiếng sẽ tỉnh lại sao? Cửu chuyển hoàng hồn đan mỗi người mỗi khác, nỗ lực của hai tên tặc đó thêm vào thị cân tán, liễu cô nương có thể tỉnh lại đã tạ ơn trời đất rồi. Nào, chúng ta uống một ly, tính vào nợ của liễu cô nương. Người đàn bà như cô, ghi nợ không sót đi đâu được. Đường đường kính hồ sơn trang đến dò sự cũng không mời được sao? Lại là kính hồ. Cô nói xem kính hồ sơn trang với tụ hiền sơn trang rốt cuộc có quan hệ gì? Kính hồ cũng được, mà tụ hiền cũng thế. Lão nương đây chỉ nhận tiền. Nào, thiếu hiệp, ta kính ngươi. Nghe nói hành lý của Liễu cô nương đều rơi mất dọc đường rồi. Cứu người quan trọng hơn, quan tâm sao được nhiều như vậy? Ý của tôi là đồ đắt đỏ có thể mang theo bên mình cơ mà. Cô lý gì? Ta trước giờ quang minh lỗi lạc. Ngươi xem ngươi đó. Ta chỉ là thấy đồ của liễu cô nương bị mất thật là đáng tiếc. Lại nói ngươi cũng không có tiền. Đồ mà ngươi với lôi cung luân đánh dở cũng mất hơn 2000 lượng. Nếu như không có liễu cô nương, ngươi có đền nổi không? Cái tiệm sách nát này của cô xứng đáng nhiều tiền như vậy sao? Ở đây nói chuyện cẩn thận một chút, ta sợ ngươi có bạn đi vào không có bạn đi ra đâu. Ta không nói chuyện với đàn bà. Hay là
ngươi ngủ với ta một đêm, chúng ta hòa nhau. Ta vẫn là về phòng trước. Cáo từ. Liệu tiểu cơ sớm đã tỉnh lại rồi. Tên tiểu tử ngốc này vẫn không biết gì. Không ngờ giữa núi huyền võ với nhà trò cũ chuyển này lại có một mật đạo. Thần ma giáo quả nhiên sớm đã có kế hoạch. Không tìm thấy thần ma lệnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Độc tố trong Tu La âm sát trưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu Yên, cô tỉnh lại chưa? Ta tỉnh rồi. Vậy ta vào nhé. Mời vào. Liễu Yên, cô tỉnh rồi. Đây, tôi nói cho cô bắt cháu. Mau. Đa tạ thiếu hiệp hôm qua ra tay cứu giúp. Cô khách khí với ta làm cái gì? Mau, uống bắt cháu này đi. Lát nữa cháu nguội rồi. Mau. Ngồi xuống. Ăn cháo đi. Liễu Yên, hôm nay thấy người như thế nào? Liễu Yên, là ai? Liễu Yên đương nhiên là cô. Tại hạ là thiếu trang chủ Kính Hồ Sơn Trang Liễu Tiểu Cơ. Cô chắc chắn không phải Tiểu Yên. Sao lại giống nhau như vậy được? Tại sao Liễu Yên này lại gần gũi như thế? Những cái khác mình đều không nhớ gì. Hình như tất cả ký ức chỉ có ngày hôm qua. Thiếu hiệp, vẫn chưa biết tên của thiếu hiệp. Không biết thiếu hiệp tên gì? Ta tên là Hoa Thiên Cừu. Thì ra là Hoa đại ca. Ta có việc muốn nhờ Hoa đại ca giúp. Chuyện gì? Tên tiểu tử này từ đâu đến? Mười ngày trước, quyển sách võ công của Kính Hồ Sơn Trang bảo quản bị người ta trộm mất. Quyền võ hội lại sắp bắt đầu rồi. Theo thời gian ước định, chúng tôi bắt buộc phải lập tức trả lại. Nếu không thì khó bảo toàn tính mạng. Vì bảo toàn tính mạng của người nhà, cha tôi đã làm ra một quyển sách võ công giả. Vậy quyển sách thật đâu? Sao lại nhảy ra một quyển sách giả? Liễu Tiểu Cơ và tên tiểu tử này gặp nhau chưa lâu, tại sao lại dễ dàng nói chuyện rơi đầu như thế? Câu chuyện sách thật sách giả cũng chỉ để lừa tên tiểu tử ngốc này mà thôi. Nếu như quyển sách giả chỉ để lừa tên tiểu tử ngốc này, vậy thì sách thật nhất định bị Liễu Tiểu Cơ giấu đi rồi. Nhưng mà cũng có khả năng Liễu Tiểu Cơ muốn lợi dụng tên tiểu tử ngốc này để trộm lông tráo phụng. Ta bây giờ không tiện ở đây nói nhiều. Tóm lại, ta bắt buộc phải lập tức đến quyền võ đại hội. Không biết có thể mượn ngựa của Hoa đại ca không? Không vấn đề, tôi bây giờ đi dắt ngựa cho cô.
Đây đã qua đại ca. Chuyện này rất quan trọng, Quỳnh nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Được, nhưng mà sau này đừng gọi ta là Hoa đại ca nữa. Tôi không đào hoa. Tên tiểu tử đó ta thử qua rồi, chắc là không biết đồ để ở đâu. Chỉ bằng mấy câu nói làm sao có thể biết được. Có thể đêm qua không biết, sáng nay đã biết rồi. Cửu nương, binh mã của thần ma giáo khi nào đến Nguyệt Võ Sơn? Ngày mai đến. Sao đây, không đợi được à? Thần ma giáo và võ lâm Trung Nguyên bắt buộc phải mượn đại hội Nguyệt Võ này một phát tiêu diệt hết cửu đại môn phái. Cho nên nhất định không được lơ là. Không đến lượt ngươi, vậy ta phải làm như thế nào? Thần ma lệnh có thể điều động 3.000 môn sinh thần ma giáo. Cửu nương thấy ta đủ tư cách không? Thần ma lệnh thì sao ở đây? Ai? Liễu Kiều, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào ngươi chính là gian tế đó? Ta dọc đường theo các ngươi tới đây. Chuyện các ngươi bày mưu, Liễu Kiều ta tuyệt đối không để các ngươi đạt được ý muốn. Chẳng trách võ lâm Trung Nguyên đối với hành tung ma giáo nắm trong lòng bàn tay. Thì ra là ngươi luôn nghe ngóng báo tin. Võ lâm Trung Nguyên chúng ta thì làm sao? Bởi vì một thần ma lệnh mà quỷ gọi đi căn cơ ngàn năm. Cho nên ngươi luôn tìm kiếm thần ma lệnh. Liễu Kiều, ngươi ngốc thật hay là ngốc giả? Ngươi tưởng một miếng thần ma lệnh có thể ngăn cản sự sụp đổ của võ lâm Trung Nguyên sao? Nằm mơ. Độc tố mạnh quá. Cô chuyển thần Thiếu hiệp sắp đi sao? Là huynh à? Không không, ta cho người ăn. Thiếu hiệp, từng mỗi có một đề nghị, hai chúng ta cùng nhau uống được không? Không được, ta không uống được rượu. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít. Huynh và ta gặp nhau chính là một loại duyên phận.
Thôi bỏ đi, để lúc khác. Thiếu hiệp, để mặt Tần Mỗ đi. Đi, uống thật sao? Nào đi. Cạn. Thiên Cừu huynh tổ lượng tốt lắm. Nào, uống thêm một ly nữa. Ta thật sự uống không giỏi. Liễu cô nương không sao chứ? Liễu cô nương vẫn còn hơi yếu. Chỗ ta khách nhiều phòng thì ít. Ngươi với Liễu cô nương định ở đến lúc nào? Ta cửu nương thấy chỗ này có thể để họ ở lượt bao lâu? Làm sao? Tôi mang thêm rượu ngon lên cho hai người. Này, đừng, ta uống nước là được rồi. Thiếu hiệp, huynh và ta là bằng hữu, vừa gặp như đã quen. Thiếu hiệp, ta cạn trước kính huynh. Được. Người thần ma giáo nhắm vào, không có ai chạy được. Đinh Băng Chủ muốn ra tay rồi. Đạo trưởng hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao có thể không biết đạo lý ba hòa thượng không uống nước? Con mồi mà Ngô Tư Không ta nhắm đến không thể nào để vụt mất một cách dễ dàng. Đạo trưởng có quyết tâm như vậy, Đinh Điệp Y ta muốn xem ngài có thể uống được ngụm trà đắng đó hay là không. Không ra giống gì. Nào, Tần công tử, tôi kính huynh một ly. Nào, hai vị vẫn còn uống sao? Tần công tử hào phóng với các người như vậy, tôi nấu cho Liễu cô nương bát cháo. Bà chủ có lòng quá. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn ta cái gì? Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần công tử. Cảm ơn Tần công tử. Nào, nào Tần công tử, chúng ta quen biết chưa lâu, ơn nghĩa hôm nay, sau này khi nào cần qua Thiên Cừu ta, Liễu cô nương tôi vào nhé. Cứ việc mở miệng. Nào, thiếu hiệp khách khí rồi. Liễu cô nương, Liễu cô nương, cô kiên trì thêm một lúc, phía trước chắc là nhà trọ. Xin lỗi qua đại ca, ta cũng là thân bất do kỷ. Chúng ta uống tiếp. Liễu Yên, tôi đồng ý với cô, nhất định giúp cô làm được. Tôi biết, tôi không nói. Cô nhanh chóng đưa quyển sách đến núi Quyền Võ đi. Tôi không nói cho ai biết cả. Cô yên tâm đi.
Ngươi là ai? Tại hạ bang chủ Trừ Lạc Bang Đinh Điệp Y, muốn được nhìn thấy quyển cổ chuyển thần công của Liễu cô nương. Quyển sách đó sớm đã bị Lô Cung Luân lấy mất rồi, không ở chỗ tôi. Liễu cô nương lừa được bọn họ, không lừa được tôi. Quyển sách trong tay của Lô Cung Luân là giả. Sao hắn lại biết được chuyện sách thật giả? Tôi nghĩ sức khỏe của Liễu cô nương vừa mới hồi phục, giữa hai ta không cần thiết động đao động kiếm đúng không? Tại hạ chỉ muốn xem một chút thần công trong quyển sách đó, không có ý đồ bá chiếm. Cựu chuyển thần công là bảo điểm của quyền võ đại hội, kính hồ sơn trang ta có hẹn 5 năm trả lại, sao có thể làm hỏng quy tắc? Vậy ý của Liễu cô nương là bất luật thế nào cũng không đưa cựu chuyển thần công cho tôi? Vậy tại hạ đành đắc tội rồi. Thi cựu huynh quả nhiên tủ lượng không tốt, đã qua 3 giờ đồng hồ rồi. Người đến nguyệt ta để làm gì? Ta cũng không muốn lòng vòng với ngươi nữa. Cửu chuyển thần công ở đâu? Liễu cô nương? Là Liễu cô nương sao? Hai người rốt cuộc ai sẽ nói tung tích của cửu chuyển thần công cho ta? Vậy là ở chỗ cô đúng không? Lại sắp mưa rồi. Nói cho ta biết cửu chuyển thần công rốt cuộc ở đâu? Sao ta biết được? Vậy ngươi đến chuồng ngựa chăm ngựa để làm gì? Có phải là xem ra binh mã phải trì quản đến núi Quyền Võ rồi? Bọn họ cách đây bao xa? Chắc là khoảng 200 dặm. Thì ra hai người các người là một bọn. Tiểu tử thối, mau nói ta biết cửu chuyển thần công rốt cuộc ở đâu, không thì ta lấy bạn chó của ngươi. Liễu cô nương, cô và ta trao đổi điều kiện. Cô nói cho ta tung tích của cửu chuyển thần công. Trên dưới kính hồ sơn trang sẽ được thần ma giáo ra sức bảo vệ. Nếu như cô không nói, vậy ta chỉ có thể nói là Liễu tiểu cơ cô hại chết già trẻ lớn bé cả nhà. Cô nghĩ kỹ đi. Có bản lĩnh giải quyết đạo của ta đi. Ta xem ngươi có mạng mở đó ngông nghênh không. Đàn bà thúi, ngươi dám đánh qua đại gia ta sao? Con rùa chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn thúi như vậy. Cửu nương, Liễu cô nương, cô đã nghĩ kỹ chưa?
Cô chủ thực công kính Hồ Sơn Trang bảo vệ, sớm đã bị Lưu Cung Luân lấy đi rồi. Liễu cô nương, trang cuối cùng của cửu chuyển thần công thật không có chữ. Quyển mà bị Lưu Cung Luân lấy đi đều đầy chữ. Cô lừa được người khác, không lừa được ta. Mười năm trước, gia phụ may mắn được nhìn qua quyển sách đó. Nếu như các người còn nói dối, không chỉ hai vị phải chết, kính Hồ Sơn Trang tất cả phải chết theo. Liễu cô nương, nghĩa huynh của cô Liễu Kiều đã đi trước một bước rồi. Lợi hại, không ngờ nội công của Thiên Cừu huynh lại thâm hậu như vậy, lại có thể phá được liên hoa chỉ của thần ma giáo ta. Bớt phí lời, hôm nay ta phải giết ngươi. Sát trưởng Liễu cô nương, Liễu cô nương, Liễu cô nương, Liễu cô nương. Tần Nghệ, ta lấy mặt có của ngươi. Hội khí ở kỳ kinh bát mạch chảy dọc toàn thân, đại khai đại hợp, tam qua tụ đỉnh, thế luyện bên trong bên ngoài tụ hợp, chảy theo con sóng, tương do tâm sinh, khí diên phương, thập lục hồi lộ, bát bộ chúng, sáu tư chuyển dịch, hộ đỉnh thần đình, đến lúc chết thuốc sư cửu chuyển 81 ngày tuổi. Thiên Cừu, Thiên Cừu, huynh tỉnh lại đi. Thiên Cừu, Thiên Cừu huynh tỉnh lại đi. Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên à, Liễu Yên. Thiên Cừu huynh định như vậy, Liễu Yên, ta tưởng là ta không được gặp muội nữa. Ta sợ mùi trúng Tu La Âm Sát Chưởng sẽ mãi mãi ở dưới mật thất đó không thể ra ngoài. Có phải huynh vừa nằm mơ không? Nằm mơ? Nhưng mà tất cả trong đó đều rất thực. Có lẽ đây chính là khảo nghiệm lớn nhất của cửu chuyển thần công đối với người tu luyện. Bởi vì quyển cảnh đối với mỗi người khác nhau, cho nên trang thứ 9 mới không có chữ.
Vậy có phải ta luyện thành công rồi không? Bất kể là luyện chưa thành công thì huynh đều phải luyện tiếp, huynh không thể vì vậy mà mất mạng. Liễu Yên, sao sáng sớm đã không thấy đâu nữa? Không từ mà biệt, không biết nói gì. Lần này ly biệt, không biết khi nào gặp lại. Trên người ta mang quyết hải thâm thù, bất luận thế nào cũng không thể bắt huynh cùng gánh vác. Huynh vẫn còn mẹ. Ta không muốn huynh liệt công đến tẩu quả nhập ma, cuối cùng mất đi lý trí. Cảm ơn huynh thi cừu. Chỉ bởi vì ta thù lớn chưa báo, đời người khó đoán, thế sự vô thường, ai có thể dự liệu có thể xông qua cửa ải cuối cùng hay không? Bảo trọng. Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên. Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Chu Toàn, Thi Cựu, Chu Toàn ở đây. Suốt cuộc có chuyện gì? Chu Toàn, có chuyện gì vậy? Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi nơi khác. Thịt dê của hai vị, đồ ăn đủ rồi, khách quan mời dùng. Chú Toàn, suốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ ta đâu? Đêm đó có phải là huynh dẫn theo người bị triều đình truy nã đi không? Triều đình truy nã? Không phải. Cái gì mà triều đình truy nã? Chính là cô gái trong bức vẽ đó. Sau khi các người đi,
mẹ huynh gặp chuyện. Quan gia gài là đáng chết, gây họa rồi. Kỷ diện che giấu tội phạm triều đình truy nã chính là coi thường dương pháp, đưa hết tất cả các người ở đây giải vào thiên lao, nghiêm khắc thẩm vấn. Quan gia, quan uổng quá, đây là chuyện hai mẹ con Quan Như Tiên và con trai của ta làm, không liên quan đến chúng tôi. Quan gia gặp bên xét. Phóng thích tội phạm triều đình là tội chết. Mẹ tôi bây giờ bị nhốt ở đâu? Tôi cũng không biết. Kỷ diện thì những người phụ nữ khác đều bị nhốt ở nội thị tỉnh. Nội thị tỉnh đúng không? Thiên Cường, cô đừng nóng vội. Mẹ tôi bây giờ sống chết chưa rõ, tôi có thể không nóng vội sao? Thiên Cường, có chuyện tôi cũng là nghe nói. Mẹ huynh có thể là ở đô tri phủ, không phải bị bắt đến nội thị tỉnh sao? Sao lại đến đô tri phủ rồi? Tôi cũng là nghe quan sai trong cung nói An Diệu Khánh bắt tất cả nữ nhân nội thị tỉnh nhốt vào trong phủ của hắn ta. Tên yêu dâm này, tôi chưa tìm hắn tính sổ, hắn đã tìm đến tôi rồi. Thi Cường, dặn sự phải cẩn thận. Đại nhân, ta mỗi ngày giờ tí đều phải uống một viên hoàng xuân đan mới có thể đảm bảo được tính khí thần của ngày thứ hai. Nói ra là để hầu hạ tốt cho hoàng đế, ta cũng khổ tâm tốn sức lắm chứ. Tổng quản đại nhân này bận ngàn việc, hoặc xuân đan này là máu thuộc tính âm, có thể trợ giúp cho đại nhân khí thế xung thiên trong triều. Công phu định hót của ngươi sắp qua ta rồi, tiểu nhân không dám. Dân không được cử động. Nói, những người phụ nữ bị nhốt ở đâu? Người có nói thôi không? Nói, tha mạng đi. Mau nói, ở trong địa lao. Dẫn đường, đi. Dân. Mẹ, con là Thiên Cường. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Mẹ, con là Thi Cừu. Mẹ,
Thiên Cừu đến đón mẹ đây. Các người có nhìn thấy mẹ tôi không? Mẹ, mẹ rốt cuộc có ở đây không? Thiên Cừu, là tiểu tử ngươi. Kê tỷ, Kê tỷ, mẹ của tôi đâu? Mẹ tôi đâu rồi? Đừng nhắc mẹ ngươi. Nếu không phải mẹ con ngươi làm sao chuyện này, ta có phải rơi vào hoàn cảnh này hay không? Ngươi có biết kỷ diện, tất cả mọi thứ kỷ diện của ta đều đã mất hết rồi. Tôi hỏi bà, mẹ tôi rốt cuộc ở đâu? Ngươi còn mặt mũi hỏi mẹ ngươi? Không phải ngươi, mẹ ngươi có phải chết thảm ở đây sao? Bà nói cái gì? Hôm nay nếu như ngươi không nói ra nơi ở của tội phạm thì phải dùng hình suốt. Đánh đến lúc ngươi nói thì thôi. Tôi thực sự không biết. Tôi không biết, tôi oan quá. Đánh tiếp. Dân dân dân. Có nói không? Có nói không? Xem ngươi cứng miệng thế nào. Có nói không? Có nói không? Có nói không? Có nói không? Mẹ, ngươi chính là Liễu Yên của Tụ Hiền Sơn Trang sao? Cẩu tặc, hôm nay ta đến lấy mạng chó của ngươi. Rất tốt, ta đây đang muốn giãn gân giãn cố, chơi với ngươi vậy. Ngươi muốn ám sát ta? Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi. Thiên Cừu, Liễu Yên, Liễu Yên, muội sao rồi? Còn có đồng đảng à? Đúng lúc thử xem thần dược của Hoàng Xuân Đan ta. An Diệu Khánh, ta lấy mặt chó của ngươi. Thank you.
Thiên Cường, Thiên Cường, Thiên Cường, cửu chuyển thần công của huynh vẫn chưa luyện thành, ngươi không nên đến đây. Hôm nay cho dù phải mất mạng, ta cũng quyết sống còn. Với tên cẩu tặc này, thù của sư phụ Giang Nam Hạc của ta, thù của mẹ ta, đều phải tính hết lên đầu của hắn. Không ngờ sư huynh ma rượu của ta còn có đồ đệ muốn báo thù à? Xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Thiên Cường, Thiên Cường, Thiên Cường, Thiên Cường, thật là đau. Thiên Cường, ta vẫn chưa giãn gân cốt đâu, vẫn chưa khoái lắm. Thiên Cường, Thiên Cường huynh tỉnh lại đi. Thiên Cường, Thiên Cường, cửu chuyển thần công, lẽ nào đã thông kỳ kinh bát mạch mới là mạch môn luyện thành cửu chuyển thần công? Tiên đan mà ta khổ luyện 81 ngày bị ngươi phế rồi, đều phế hết rồi. Thiên Cường, sao huynh lại đến đây? Muội nói, ai mà dự liệu được chúng ta có thể xông qua được cửa ải cuối cùng hay không? Cảm ơn huynh Thiên Cường. Cha, mẹ, hai người yên nghỉ đi. Mẹ, sư phụ, Thiên Cường báo thù cho các người rồi. Khách quan, các người muốn đi đâu? Đi Lâm An, đi Lâm An. Mẹ ta,
khi còn sống, muốn đi nhất chính là Lâm An. Ta muốn đi thay bà ấy xem.